Thanh Bình chưa có ý định tìm tình yêu mới dù mới mở lòng trước đó. Thanh Bình và Ngọc Lan từng là một trong những đôi vợ chồng tan vỡ gây tiếc nuối nhất trong showbiz Việt. Sau gần 4 năm đường ai nấy đi, nếu như Ngọc Lan vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai, thì Thanh Bình đang tìm hiểu một cô gái. Ấy vậy mà trong suốt một buổi phỏng vấn mới đây với giới báo chí, nam diễn viên tiết lộ anh chưa có ý định mở lòng một lần nữa. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thanh Bình cho biết, thời điểm này tôi chưa có ý định đi tìm tình yêu mới. 2 năm nay tôi tạm gác việc làm phim để tập trung cho công việc kinh doanh và hoàn thành những dự án phim đã ký trước đó. Khi đã lựa chọn kinh doanh, tôi chỉ chọn những vai diễn mình thực sự yêu thích, kịch bản thật phù hợp để tham gia, chứ không chạy nhiều phim như trước. Trước lời bộc bạch này của Thanh Bình, nhiều khán giả không khỏi lấy làm thắc mắc. Bởi lẽ hồi đầu năm 2022, Thanh Bình còn hào hứng nói rằng anh đã qua lại với một cô gái. Nam diễn viên cho hay, cô ấy hiểu và rất tin tưởng tôi. Những lời nói của tôi dành cho cô ấy đều hiểu. Nhưng vì cô ấy không làm trong giới nghệ thuật, nên tôi phải có trách nhiệm giải thích. Đó là đời sống riêng tư, nên tôi xin phép không thể chia sẻ nhiều hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô ấy tin tưởng tôi. Có lẽ Thanh Bình và tình yêu mới đã kết thúc với mối quan hệ vì một số lý do riêng tư chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chính vì thế, nam diễn viên hiện chỉ muốn một mình để có nhiều thời gian xây dựng bản thân và tìm hướng đi mới trong công việc. Về phía Ngọc Lan, người đẹp đã nhiều lần khẳng định với công chúng về việc không muốn đi thêm bước nữa. Nếu như may mắn tìm được chân ái, nữ diễn viên chỉ muốn dừng lại ở mức quan tâm, chia sẻ chứ không muốn về chung nhà. Cụ thể, Ngọc Lan tâm sự, tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó. Tính tôi hay tính xa như vậy. Mùa dịch vừa rồi tôi stress vì lo xa quá đó, tôi đã chuẩn bị hết rồi, làm di chúc luôn rồi đó. Tôi tự lập lắm, mình sinh con là để nuôi con, mình đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó.